chúng tôi muốn đưa đến quý vị ngay một bản tin mà có lẽ chấn động và bây giờ quý vị cũng theo dõi ở nhà TV, là cái vụ nổ mà như là một tiếng nổ long trời lở đất, dân chung quanh đều kinh hoàng hết, là bởi vì nó, người ta bảo nó nổ giống như từng có tưởng tượng làm người ta nhớ đến cái kỳ ném bom nguyên tử đó của bên Nhật đó, mà để chấm dứt cái thế chiến hai thời kỳ tổng thống Truman đó. Và có nhiều người lại nghĩ là nó nổ giống cái kỳ mà nổ ở cái lò nguyên tử Chernobyl của bên Nga, quý vị nhớ không? Thực ra là người ta không ngờ, và quý vị coi đó, trong quý vị coi trong hình giống như là quý vị coi phim vậy đó, tức là nó khủng khiếp như vậy đó. Và người ta đặt vấn đề là thế này, thì đây là một nước ở Lebanon, quý vị biết là mặc dù tên đó là Republic of Lebanon, Cộng hòa Lebanon, nhưng là một nước nghèo khổ và trong cái vùng đó yếu được yếu lắm, là một quốc gia yếu kém, không phải bây giờ, mấy chục năm rồi thưa quý vị, nhiều thập niên rồi, tức là nó kế bên Syria, rồi kế bên Israel, rồi kế khu Palestine trong đó nữa. Và đặc biệt khi mình nói đến Lebanon, người ta nhớ ngay cái nhóm khủng bố mà từ cả trăm năm nay được Iran nó hỗ trợ, nó khích lệ, nó ủng hộ, đó là nhóm Hezbollah. Thì bên đó nó có hai nhóm là nhóm Hamas nữa, nhưng mà nhóm Hamas thì tương đối nó thiên về cái phía Palestine hơn, nó bênh Palestine rồi, và nó luôn luôn giết người Do Thái, nó chủ trương là tận diệt được người nào hay người đó bằng những cái đường lối du kích, là vì họ dĩ nhiên họ không đủ điều kiện, thì không thể nào đánh nhau theo trận địa chiến là hai bên dàn quân ra đánh được, cho nên họ cứ phải bom cảm tử được lâu lâu thì nghĩa là câu rocket vô cái lãnh vực của Do Thái. Thì cái nước này cũng vậy, nó thực ra thì nó chủ trương không có thù hằn Do Thái, nhưng nó bị cái nhóm Hezbollah là có những thao túng đó. Hezbollah là do Iran nó trả tiền, quý vị hiểu là có những chiến binh mà sau khi phỏng vấn họ cho biết khi tấn công được một cái vụ gì bên Do Thái nhỉ, hay là làm sát hại được một người lính Do Thái thì nó được trả mấy chục ngàn đó. Đã có những cái phỏng vấn họ nói rõ ràng như vậy. Cho nên đây là những người họ liều chết cảm tử, cái nhóm Hezbollah này, nhưng mà nó khá mạnh vì nó nhiều năm rồi, quý vị nhớ nó build up cả mấy chục năm. Cho nên bây giờ người ta nghi đó, người ta tại sao người ta nghĩ đến, là vì theo Tổng thống Trump, đây là không phải ý kiến Tổng thống Trump nha, Tổng thống Trump nghe các vị tướng, có những vị đã từng điều quân qua đánh những cái trận mà bên Trung Đông trước đây này, bây giờ có thể về hưu rồi, retire. Tuy nhiên cái tiếng nói của họ vẫn rất là chính xác, bởi vì họ đã từng điều quân, họ có cái qualify họ để mà nói những chuyện này. Thì họ nói là theo họ nghĩ đây thì vấn đề là câu hỏi lớn là tai nạn hay là một hành động khủng bố, act of terror, terrorist thưa quý vị. Thì với ông tướng này nói có thể là cái phá hoại, là vì thế này, là vì đây nó có một cái kho vũ khí khá lớn mà cái đám Hezbollah nó cứ gửi gắm ở bên Lebanon này lâu rồi, mà có một thời kỳ Iran đã từng khoe lên là chúng tôi có những đầu đạn, cái là nguyên tử bắn ra, bắn đi xa, rồi có những cái guided, tức là coi như đầu đạn mà có thể hướng được, có nhắm được cái mục tiêu đó. Và ông Netanyahu năm 2018, chúng tôi nhớ là ông tôi đã có một lần cảnh báo thế giới là bây giờ cái kho nguyên tử của Iran nó lên cao lắm, quý vị đừng coi thường. Có một lần chúng tôi nhớ là ông đã lên và vẽ hẳn cái biểu đồ trên TV đó để cảnh báo thế giới, dĩ nhiên đặc biệt nhấn mạnh là Hoa Kỳ đó, tại vì nói là tiếng Trung chứ Hoa Kỳ đúng là người chính phải đứng mũi chịu sào tất cả cái thế giới này, là cái nhóm này bây giờ nó càng ngày cái kho vũ khí nó càng gia tăng, nếu cho nên nếu Hoa Kỳ cần thì có thể phải tấn công, vì trước đây Israel cũng nhiều lần tấn công rồi, tức là bắn rocket vào những cái kho vũ khí để cho nó tan, diệt tan bớt đi đó. Thì trước đây tôi có nhớ cái điều này, và có thể là cái kho này họ cứ tích lũy, rồi với những cái đất nước mà nó nghèo thấp như vậy đó, nó không có cái trình độ kỹ thuật cao, thì quý vị nhớ cái vấn đề maintain, cái vấn đề bảo trì đó, safety đó, họ không đặt nặng vấn đề safety. Cho nên bây giờ quý vị thấy giữa một cái đô thị đông như vậy, Beirut là thủ đô Lebanon, mà tiếng nổ long trời lở đất, mà tất cả người ta bảo xa cả mấy chục cây số còn vỡ cửa kính, thì ngay trước trung tâm thấy ngay một cái lỗ bom, người ta thấy như là một cái, không phải là một cái vụ nổ, nó vụ ném bom đó, vì nó trở thành một cái hố khổng lồ sau cái vụ nổ này. Và bây giờ dĩ nhiên trước mặt thì bây giờ người ta đang điều tra thêm để coi đây là thực sự tai nạn do cái hóa chất và do những đầu đạn đã không có được quản lý kỹ lưỡng rồi nó bị sơ hở, hay là đây là một hành động phá hoại. Là vì lý do là chúng ta đừng quên cái thời Reagan, chúng tôi còn nhớ đó, khoảng năm 81-82 gì đó, có một vụ họ cũng tấn công một cái trại lính đó, hồi đó Hoa Kỳ có đóng tại Lebanon. Thì sau này, sau vụ này, Tổng thống Reagan mới rút về,
là vì cái đóng đó là cũng để chấn giữ dùm họ thôi, nhưng mà cái nhóm phá, những cái nhóm khủng bố nó phá hoại hoài, và cái vụ khủng bố khá lớn là nó chết cả hơn 100 quân nhân Hoa Kỳ. Tôi nhớ cái vụ đó cũng khá chấn động, họ cũng lao ba bốn cái xe vô chứ không gì đó, xe bom cảm tử đó, chất đầy bom. Thì đó là Hoa Kỳ cũng bị cái năm đó là Tổng thống Trump, xin lỗi quý vị, Tổng thống Reagan đã lên và báo cáo, và ông ta rất là buồn, nói là bây giờ tất cả chúng ta cầu nguyện cho những gia đình binh lính đó, vì cái trận họ phá, cái trận đó là coi như là đầu tiên đó, là mà chết nhiều đó, ý chúng tôi muốn nói là một cái vụ thương vong lớn cho Hoa Kỳ. Còn trước đấy lẻ tẻ chết vài chục người, vài người thôi, nhưng cái vụ đó chết hơn 100 người và biết bao nhiêu người bị thương. Cái vụ này cũng vậy, hiện bây giờ nói hơn 100 người chết và khoảng 4.000 người nha quý vị, là nhiều lắm, mỗi người bị thương. Đó là chưa kể những gia đình báo cáo còn nhiều người mất tích, có nghĩa là nó bay lung tung. Lúc đó quý vị nhớ là một cái áp lực nó mạnh lắm, có những người gần bên cạnh là nhiều khi không chết vì chính cái bom mà cái áp lực nó đẩy mình thôi là mình đủ chết rồi, áp lực ép tim mình. Đó là cái lý do mà họ nói bây giờ cái số thương vong sẽ còn gia tăng, bởi vì có nhiều người đã báo cáo thân nhân họ mất tích. Đó là cái tin mới nhất thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và để tiếp lời anh Trọng về cái vụ tai nạn mà xảy ra tại Lebanon, thì hiện tại bây giờ giới chức cấp cao ở Lebanon vẫn đang tiếp tục điều tra xem quả thực đây sẽ là một cái vụ tai nạn do cái chất ammonium nitrate nó xảy ra, nó gây ra, hay đây là một cái vụ đánh bom. Tại vì ngày hôm qua khi mà cái sự việc nó xảy ra thì Tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng có nói lên cái lời cảnh báo là có thể đây là một cái vụ đánh bom. Tuy nhiên ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump cũng đã có phát biểu lại và nói là có thể đây chỉ là một cái vụ tai nạn. Và nhìn lại lý do tại sao mà cái cảng Beirut nó lại có một cái lượng chất ammonium nitrate nhiều như vậy, và tổng cộng người ta ước tính là có khoảng 2.750 tấn chất ammonium nitrate đang có tại cái cảng Beirut ở Lebanon. Thì họ nói là cách đây 6 năm có một cái shipment nó chuyển qua tới cái cảng Beirut, và lúc đó thì cái số cái chất ammonium nitrate này nó đã được giữ lại ở tại cái cảng Beirut. Và sau đó thì giới chức chính quyền ở tại cái cảng Beirut đã có nhiều lần kiến nghị lên với tòa án ở tại cái khu vực đó là cần phải có những cái biện pháp cũng như là cái trác tòa để giải quyết cái lượng dư lượng mà lớn như vậy đóng ở tại cái cảng Beirut đó, tại vì đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm cho tính mạng của những cái người dân sống ở đó. Thì tòa án ở tại Beirut đã không có làm cái vấn đề đó, và khi mà họ lục lại những cái hồ sơ thì họ cũng có thấy là những cái người lãnh đạo ở cảng Beirut đã có đưa lên những cái kiến nghị vào năm 2015 một lần và năm 2016, nhưng mà vẫn không có những cái lời hồi đáp từ tòa án, và cái số lượng ammonium nitrate nó vẫn tiếp tục được lưu trữ tại cái kho của cảng Beirut. Và cái chất này là một cái chất dùng để làm phân bón, tuy nhiên cái chất này cũng là một cái chất được dùng bởi những cái người khủng bố trước đây để mà chế tạo ra những cái bom. Và khi mà người ta nhìn lại cái lịch sử trước đây, những cái vụ tai nạn xảy ra có liên quan tới cái chất ammonium nitrate đó, thì người ta nói là vào năm 2013 cũng vì cái chất này đã gây ra một cái vụ nổ rất là lớn ở tại một cái công ty phân bón ở tại tiểu bang Texas. Và cái vụ nổ đó nó có khoảng 30 tấn ammonium nitrate. Và khi mà cái vụ nổ nó đã xảy ra vào năm 2013 thì nó đã làm cho 15 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Rồi tới trước đó nữa thì năm 1947 cũng có một vụ xảy ra ở tại cái cảng ở tại cũng ở thành phố Texas luôn. Nó có 2.300 tấn ammonium nitrate, và cái vụ nổ đó đã giết 600 người, kính thưa quý vị. Và bọn khủng bố cũng đã dùng cái chất này để mà chế tạo những cái bom, điển hình như là năm 1995 thì tại thành phố Oklahoma cũng đã bị đánh bom, và những cái bom được chế tạo từ cái chất ammonium nitrate và đã làm cho 168 người thiệt mạng. Thì như vậy cái chất này là một cái chất rất là nguy hiểm, và hiện tại thì những cái người đứng đầu của bên cảng của Beirut đang bị giam lỏng tại nhà để mà chờ điều tra. Đúng tại rồi. Vì giới chức cấp cao của Lebanon đã nhất quyết là phải điều tra cái vụ việc này, vì đây là một cái vụ tai nạn, và tới ngày giờ này thống kê là có khoảng 135 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người đã bị thương, và cái con số nó càng ngày nó càng tăng cao lên. Và hiện tại bây giờ người ta ước tính là có khoảng 300.000 người sẽ trở thành vô gia cư, tại vì nhà của họ đã bị thiệt hại rất là nặng nề và không thể nào mà
có thể ở được nữa. Và hiện tại Lebanon là một cái nước mà rất là nghèo, thì họ đang ước tính là có thể là chính phủ sẽ không có đủ điều kiện để mà tài trợ cho những cái người mà gặp tai nạn trong cái vụ việc này và ảnh hưởng đến tài sản cũng như là tính mạng của họ, thì chính phủ có thể sẽ không có được đủ điều kiện để mà đền bù. Thì ngày hôm nay ở trên mạng xã hội, Đan Trọng, em cũng thấy có rất là nhiều những cái group họ đã gây quỹ và họ đang tiếp tục gây quỹ nữa để mà gửi tới những cái người bị ảnh hưởng bởi cái vụ nổ tại Lebanon này. Cho dù là cái vụ nổ tại Beirut này là do tai nạn hay là do những cái người âm mưu cũng như là những cái bên phía đối lập đánh bom đi chăng nữa, thì cái hậu quả của nó gây ra cho người dân ở Lebanon cũng rất là kinh khủng, kính thưa quý vị. Tại vì ngoài những cái việc mà người dân hiện tại bây giờ vẫn còn người thân bị mất tích và vẫn còn đang trong cái việc tìm kiếm, và Pháp cũng như là những cái nước khác đã đưa những cái máy bay gồm có những nhân viên y tế và thêm những cái đồ cứu trợ đến để mà giúp đỡ cho người dân của Lebanon, thì tại cái cảng Beirut cũng là cái nơi mà chứa một cái lượng lớn lương thực, là những cái hạt để mà làm thực phẩm. Thì hiện tại bây giờ coi như là những cái kho chứa những cái hạt đó cũng đã bị ảnh hưởng và bị hủy hoại. Mà nước Lebanon là một cái nước mà không có nhiều cái nguồn tài nguyên về nông nghiệp. Hầu như là 80% cái lượng nông nghiệp, cái lượng mà để làm ra những cái thức ăn và bánh mì phải nhập khẩu từ cái nơi khác, và Beirut là cái nơi mà họ trữ một cái lượng lớn những cái loại hạt để mà làm ra thực phẩm. Thì hiện tại bây giờ những cái hạt đó đã không còn sử dụng được nữa, thì những ngày sắp tới là những ngày mình đã thấy được là rất là khó khăn cho những người dân ở Lebanon cũng như là ở tại cái vùng Beirut đó.